Chào anh em, như anh em đã biết thì SolidWorks cũng như một số phần mềm không hỗ trợ chúng ta mở file được tạo từ các phiên bản phần mềm cao hơn của nó. Nên là có nhiều anh em đi làm hoặc là đi học thì nhận được file mà của khách hàng gửi hoặc là giáo viên gửi thì không mở được và phải nhờ người khác đã cài SolidWorks ở phiên bản cao hơn mở và chuyển về file trung gian như Step hoặc EGS hoặc là XT để có thể chỉnh sửa được tiếp. Như vậy khá là phiền và mất thời gian. Ở đây mình cũng có một file mượn được của một bạn nữ ở trên nhóm được tạo từ SolidWorks 2019 và của mình thì là phiên bản 2018 nên là khi mà mở thì sẽ có thông báo như này. Vì vậy hôm nay mình tạo video này để hướng dẫn các bạn tự chuyển đổi file với điều kiện mà là máy tính của chúng ta chỉ cần có kết nối mạng và có cài trình duyệt internet. Đó là trang grabcat.com. Mình sẽ để link trên mô tả của video. Đầu tiên các bạn vào trang chủ của nó, nhấn vào login. Và phần này chúng ta chưa có tài khoản nên là chúng ta sẽ phải tạo tài khoản. Nhưng mà các bạn nhấn vào create account. Một phần name chúng ta sẽ nhập tên. Sẽ nhập email chưa đăng ký. Password ở đây thì tối thiểu là 6 ký tự. Vị trí hiện tại các bạn có thể nhập là Việt Nam. Số điện thoại này thì chúng ta nhập mượn được. Phần software thì có thể là chúng ta sẽ chọn là student miễn phí cho chúng ta nhiều hơn. Đây là phần tên trường thì chúng ta cũng nhập mượn được. Đây mình nhập như thế nào. Và nó nhấn vào sign up. Thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mail xác nhận và cái mail chúng ta vừa nhập xong. Ở đây mình đã vào sẵn mail, mình chờ một chút thì có thể tải lại trang để mail gửi về. Đây mail đã gửi về luôn, cho nhấn vào mail sau đó nhấn vào cái đường dẫn màu link màu xanh này để có thể kích hoạt được tài khoản. Nó vào trong trang này rồi. Thì ở mục này chúng ta sẽ vào phần cook pen của GrabCAD. Nó bắt chúng ta xác nhận lại một lần nữa. Thì chúng ta chọn edit insert sign chọn not a committee. Và phần này thì chúng ta bắt đầu tạo cái project, cái dự án để chúng ta lưu. Chọn cần lưu, create new project. Ghi tên vừa đi chưa? Create project. Tắt đi. Đây thì chúng ta sẽ bắt đầu upload được cái file mà chúng ta vừa không mở được lên. Các bạn nhấn vào upload file. Chúng ta chọn đường dẫn. Mình để record. Chọn file chúng ta vừa không mở được. Open. Sau đó nó sẽ load lên trên trang web này. Đây nó báo là mình thiếu file path của nó.
Xem đi. Nào, toán lại. Toán được cả bài. Nói thêm là ngoài SolidWorks thì GrabCAD có thể giúp chúng ta đổi được đuôi của Inventor, đuôi IPT hôm trước mình đã thử rồi. Còn các phần mềm khác thì mình cũng không biết vì là mình chưa thử. Đây, chúng ta chọn đăng sau khi đã upload xong. Sau khi upload xong thì chúng ta sẽ mở nó ra. Chúng ta nhấn vào từ file 1. Đấy, chờ chút nữa, bắt đầu loát. Ở đây thì chúng ta có thể xem được trực tiếp file 3D trên trang web mà không cần phần mềm. Vì vậy các bạn, nếu mà ai mà không cài phần mềm mà muốn xem file 3D người khác gửi thì có thể gửi vào đây. Đây, hiện lên rồi. Đó, chúng ta để lấy được file về và chuyển đổi sang đuôi step hoặc là các đuôi khác thì chúng ta nhấn vào file option download as. Đây, chúng ta sẽ chọn, ví dụ ở đây mình chọn đây có các cái định dạng là step, gs, stl, parasolid, sat, gt, wr. Đây mình chọn là step để 24 được. Chúng ta nhấn vào download. Chờ một chút. Đào lát tiếp. Chúng ta sẽ tải về cho chúng ta. Tiếp theo mình sẽ nhấn vào file path của nó. Tiếp tục làm theo. Step, chờ một chút. Tiếp theo chúng ta ấn download. Chờ một chút. File đang tải về. Và file thứ ba tiếp theo. File option, download here. Step. Chờ một chút tiếp. Download. Đây, file đã tạo tải về. Mở thư mục lên. Show folder. Đây, file tải về đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở thử. Mở thử file trên cùng. Kéo thả vào SolidWorks. Okay. Đây, là chúng ta đã mở được file. Phần này thì vì là chuyển sang đuôi step nên là chỉnh sửa sẽ khó hơn một chút, tuy nhiên là vẫn chỉnh được. Vậy là video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu mà thấy hay thì cho mình sub.